Kính thưa Thầy, trời có phải là một trong sáu nẻo luân hồi Nếu làm thiện tương xứng sẽ sanh ở đó Trong kinh có nói 18 tầng trời hoặc 36 cõi trời Xin Thầy chỉ cho con rõ Đáp Sáu nẻo luân hồi chỉ là một sự diễn biến nhân quả nghiệp báo Do con người và chúng sanh Vì vô minh tạo ra mà phải gánh chịu mười tám tầng trời chỉ cho mười tám trạng thái thiện ba mươi sáu cõi trời chỉ cho ba mươi sáu pháp thiện ví dụ thầy nhập sơ thiền tức là thầy đã ở cõi sơ thiền thiên nhập không vô biên tứ tưởng tức là thầy đã ở cõi không vô biên xứ thiên nhập nhẫn nhục tức là thầy đã ở cõi đâu xuất thiên như vậy có phải đời chết rồi mới sanh về đó đâu chỉ cần thực hiện diệt một ác pháp tăng trưởng một thiện pháp là sanh vào cõi trời đó ngay liền nhưng con phải hiểu thiện pháp có rất nhiều nên có 33 cõi thiện pháp mà trong kinh gọi là 33 cõi trời 33 cõi trời tức là 33 trạng thái thiện pháp đó là một trạng thái giải thoát của tâm khi tâm đã đạt mức độ thiện ở đó thì tương xứng với cảnh giới thiện ở đó có hiểu được như vậy mới hiểu được đạo phật dù cho có các cõi trời thật sự đi nữa mà tâm chẳng thiện thì cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng ta phải không hỡi con dù cho không có các cõi trời đi nữa mà tâm chúng ta sống trong thiện pháp thì tâm chúng ta cũng được an vui hạnh phúc như thường và như vậy không phải sống trong cõi trời sao chứ đâu phải chết mới được sanh về đó chết được sanh về cõi trời đó là một ảo tưởng một giấc mộng mơ hồ của những người thiếu óc thực tế khoa học vô minh không sáng suốt bị các tôn giáo lừa đảo sống đang ở trong cõi trời thì chết về đâu, các con có biết không? Hỏi, tức là trả lời. Do thế, ngay từ trong cảnh sống ở thế gian mà người nào biết ngăn ác, diệt ác pháp thì người ấy đang sống trong thiên đàng, chứ không phải thiên đàng ở cõi giới nào cả. Thế giới siêu hình thiên đàng là do các tôn giáo dựng lên, chỉ là một cảnh giới do tưởng ấm sanh ra để an ủi tinh thần của những người yếu đuối đang gặp khổ đau tai nạn để nuôi hy vọng làm thiện được sanh về đó người tu sĩ đạo phật vì thấu rõ nhân quả nghiệp báo nên tự lực cứu mình bằng cách sống trong thiền pháp các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi đây là lời kêu gọi thiết tha do lòng đại từ bi của đức phật đối với chúng ta tóm lại thế giới siêu hình không có mà chỉ có những trạng thái từ trường thiện ác pháp của nhân quả đang phóng xuất theo thân hành khẩu hành và ý hành của sự vận hành nhân quả